Dương Bồ Tát. Phẩm thứ 10, Nam Mô Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đương Ôi Thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay thư bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin xin chúng sinh trong não nghiệp so sánh về sự bố thí, có gì có nặng, có người hương phước trong một đời, có người hương phước trong mười đời, hoặc đang hưởng phước lợi lớn trong trăm nghìn đời. Những sự ấy tạm lao làm sao thơ cuối, xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thơ chúng hội nơi cung trời đao lợi, nay giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con nên sương ưa muôn nghi. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Diêm Phù Đề có những quỷ quốc vương hàng tề đồ, có quỷ phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đơ lợi, hàng đại bà la môn. Nếu gặp kỳ hết sức nghèo tấn nhận đến kỳ tật nguyện căm ngọn kỳ đi gây mù quáng, gặp những hạng người thân khô không thơ quyện toàn như thế, lúc các quỷ quốc vương đó hoài muôn bố thí, nếu có đỡ đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng quỳ từ hai mình tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kỳ đó, hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời ôn hồ dịu dàng an ủi các quỷ quốc vương đại thần đó, và đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cũng dường như 100 hàng hà sa chư Phật quầy. Tại làm sao? Chính bởi quốc vương đó hòa phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất nghèo cùng với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả bao như thế này trong 5.000 đời thường được đầy đủ. Những đồ thất bao huống là những thứ để thọ dùng, như phục đồ ăn uống quà lại vậy này nữa. Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có quỷ quốc vương cho đến hàng bà la môn quà gấp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Quang hay Bích Chi Phật, thích thân sơ sửa sang cúng dường bồ thí, quỷ quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm quỷ trời đỡ thích hưởng sự vui sướng tốt. Là nếu có thở đêm phước làm bồ thí thì hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Thời quỷ quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm đại phạm vương thiên vương. Lại thế này nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có quỷ quốc vương đến hàng bà la môn gặp chùa tháp của Đức Phật thở trước, hoặc là kinh điển hay thình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thở phát tâm ta bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc từ mình đích thân lo sửa, hoặc khuyên hóa người khác cho khuyên
rồi hoặc vương đó trăm nghìn đời thường làm vua chuyển luân. Còn những người khác chung cùng làm việc vô thi đó trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thở phát tâm đêm công đức cúng dường vô thí đó mà hồi hướng đạo vô thượng chinh giác được như quay thời quy quốc vương đó cho tất cả mỗi người đều sẽ thành Phật cả bởi quả bao ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa này đi tạng Bồ Tát trong đời sau như có quỷ quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu tật bên què chị phụ nữ xin để nếu trong khoảng chừng một niệm xin lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức rõ rất không thơ nghĩ bàn đến được trong 100 kiếp thường làm vua trời tình cư trong 200 kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi dục không bao giờ còn có vào ác đạo cho đến trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghĩ đến tiếng khổ rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa này đi tàng Bồ Tát trong đời sau như có quỷ quốc vương bà la môn có thở làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lương phước lành. Nếu có thở đêm phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề thời không luân là nguyện hay ít rốt nào sẽ thành Phật cả huống gì cả những quá trời phạm vương đó thích qua chuyện luân này đi tàng Bồ Tát vì thế nên khuyên hô tất cả chúng sinh phải điều học theo như thế. Lại về nay nữa địa tàng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam nữ nào ở trong Phật Pháp mà nghĩ trồng chút ý cõi phước lành chừng bằng cái lông sợi tóc hột các bảy buổi phước lợi của những người đó sẽ được thọ không thở quy dụ như thế nào cho được. Lại quầy nữa này đi tàng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng thiện nữ nào gặp hình tượng Phật hình tượng Bồ Tát hình phượng bích chi Phật hình tượng vũ chuyển luân mà bố thí cúng dường thời đặng vô lượng phước lành thường sinh ở cõi người cõi trời hưởng sự phù thắng quy diệu như có thở đêm công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh thời phước lợi của người ấy không thở quý dụ thế nào cho được. Lại về này nữa này đi tàng Bồ Tát trong đời sau như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài cơ một câu kinh rồi phát tâm ông cần trân trọng cung kính ngợi khen vô thí cúng dường người ấy được quả bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thở đêm phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh thời phước lợi này không thở quý dụ thế nào cho được. Lại về nữa này địa tàng Bồ Tát trong đời sau như có kỷ thiện nam thiện nữ đào gặp chùa tháp hòa kinh điển đại thừa nếu là kinh pháp giới mời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy gửi khen chắp tay cung kính nếu gặp kinh pháp cũ hoặc hư rách rời sửa sang tu bố hoặc riêng mình phát tâm làm hoặc khuyên người khác cùng đồng phát tâm những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ còn quỷ đàn quyết chinh đó thường làm vua chuyển luân lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại
quầy nữa này đi tàng Bồ Tát. Trong đời sống như có người thiện nam kỳ thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa Pháp, hoặc là sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mấy bụi, một hoặc cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không luân nhiều ít, chỉ có thở đêm hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Thời công đức của người đã trong nghìn đời, thường họ sự vui thường diệu. Còn như chỉ hoài hướng cho thân quyến nhà họ, tự mình lợi ích thôi, như thế thời sẽ hướng quả vui trong ba đường. Cứ làm một phần sự lành thời được hưởng báo tốt một muôn lần trỗi hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế. Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phần thứ 11, lúc đó Huệ Kiến La Địa Thần Bạch cùng Đức Phật Đằng Bạch: Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát Điêu La, những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh sông Diêm Phù Đề, như Ngài Quang Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc cũng huyến huyễn trăm nghìn thân hình để độ chúng sinh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàng mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát nguyện thở nguyện gieo hoa tất cả chúng sinh trong sáu đường trải hết kiếp số như thế. Trong trăm nghìn ức sông hằng, Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay về lại vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cục đất của người dùng đất tri gỗ mà dựng cất cái khem thất. Trong đó có thợ họ quỷ cho dùng hoàng bát đồng sắc đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm ngưỡng lời khen thời chỗ người đó ở. Được mười điều lợi ích những gì lẽ mười điều: một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa ôn hòa mãi mãi, ba là người chết được sinh lên cõi trời, bốn là những người thiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội ý, kẻ xấu là không có tai họa quệ nước lửa, bảy là trừ sạch quyệt hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo họ quờ, mười là thường gặp bậc thánh nhân, Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay nếu ở nơi phần đất của mình cư trú mà có thở làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế thời được lợi ích như vậy. Vậy Thiên Lao Địa Thần lại bạch Phật với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sâu như có người thiện nam kỳ thiện nữ nào ở trong chỗ mình cư trú mà có kinh điển này cúng hình tượng Phật của Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thở đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ huệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ về thấy điều tiêu sạch. Đức Phật báo khuyên Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít hay ai bằng, vì cớ sao quy đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ cho ông.
đất mẹ có ra điều nhờ ơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày như sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, công đức hòa thần thông của ông lại càng trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kỳ thiện em người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, đọc kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đây đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ đỡ tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nhi nơi tai huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì, người đó cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đơ Thích, quyến thuộc của chư tiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đăng các việc hiền thánh ủng hộ như thế? Điều do vì những người ấy chiêm hình lễ tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc kinh điển bốn nguyện này tự nhiên được lột ráo ra lìa bỉa khổ, bỡ khổ chứng đạo miếng bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Phạm thứ 12 lúc đó từ trên đảnh môn thơ tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn tia sáng lớn như là tia sáng sắc, tia sáng sắc sắc lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng tắc, tia sáng sắc lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biến, tia sáng sắc biến lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng ấy, tia sáng màu vàng ấy lớn, tia sáng trưởng mây lành, tia sáng tưởng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sương vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng quần mặt trời, tia sáng quần mặt trời lớn, tia sáng quần mặt trăng, tia sáng quần mặt trăng lớn, tia sáng từng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh môn phóng ra những luồng tia ánh sáng thế xong lại nói ra những tiếng rất quý diệu và bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời rồng, người cùng phí nhân lòng lắng nghe, hôm nay ta ở tại cung trời đao lợi tiên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng đời người, những sự không thơ nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thanh, những sự chân quẻ thập địa, những sự sốt ráo không lui sợ nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát này. Lúc đó Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đầy đủ sức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, ngài hộ hiện ra nghìn muôn ức thân bảo nhiên công đức hòa ôi thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác niệm đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các Đức Phật trong thở quá khứ, thở hiện tại và thở quỷ lại nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn thật chẳng thể nói hết, vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức
Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong Đức Thế Tôn quỳ tất cả chúng sinh ở hiện tại và quỷ lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tam bộ chúng sinh trời rồng qua vô ngưỡng lấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát đỡ được phước lành. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có duyên nhân rất lớn với chúng sinh trong cõi ta để những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường, đến kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay nên tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chinh giác quyết chẳng còn thôi chuyển thường được sinh vào cõi người cõi trời hương sự vui quy diệu. Khi nhân quẻ khắp thành lựu thiền được Phật thọ ký cho, nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sinh về tam bộ chúng trời rồng mà muốn nghe ta nói những lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Quân bạch Đức Thế Tôn, con xin nghe. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, trong cả thế giới về thể hiện tại nay về quỷ lai, có quỷ trời nào hưởng phước trời đã năm tướng suy bao hiện ra nơi thân, hoặc có kỵ phải đổ lạc vào nơi chôn ác đạo, các quỷ trời người đó hoặc nam nữ dường lúc tướng suy bao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghĩ tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lòng chiêm ngưỡng một lòng đảnh lễ trời, các vị trời đó càng thêm lớn phước trời hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đổ vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các công hương hoa y phục đồ ăn uống vật bao chuỗi ngọc mà bố thi cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức lời lại bày đầy nữa. Này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thể hiện tại nay về quỷ lai sâu, những hàng chúng sinh trong sáu đường như có kỵ sắp mạng chung mà đặng nghi một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoát qua lỗ tai, thì kỵ nạn chung đó không còn bị đổ vào chốn ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đêm của cải của vật báu quà y phục của người sắp chín mạng chung đó mà làm của bố phi đỡ tô đắp mây quỷ tượng Phật của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lục chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đêm về của báu về quỷ mình mà tô quê hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bên đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải đổ vào chốn ác đạo, xong quy nhờ công đức này nên sau khi mạng chung được sinh lên vào cõi trời cõi người hưởng vào hưởng vẻ vui thu thắng quy diệu, tất cả tội chướng thấy đều tiêu sạch. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có ở
Hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết cha mẹ. Anh em đến khi người đã khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đổ lạc vào chốn nào hay sinh vào thế giới nào, hoặc sinh lên cõi trời nào. Người đó như có thở vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghi danh hiệu của Ngài một rồi lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ từ một ngày cho đến bấy ngày. Đừng hối thất tâm ban đầu nghi danh hiệu, thấy hình tượng chiêm ngưỡng cúng dường thời quyến thuộc đã sớm khúc của người đó do ác nghiệp mà bị đổ vào ác đạo. Tính ra phải chịu đến số kiếp đây, nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường các anh em chị em nên liền đặng giải thoát được, sinh lên cõi trời cõi người hưởng quả vui thù thắng quy diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó có phước lành đã được sinh lên cõi trời cõi người hưởng sự thọ quả vui thù thắng quy diệu. Rồi thời nhờ công đức ngày càng thêm lớn, nghiệp nhân về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thở trong 21 ngày chuyên lòng chiêm vỡ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài, độ số một muôn biến sĩ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiển vô biến thân, mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyên sớm khúc kia sĩ đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiển sức thần thông lớn tự dắt người đó đến các thế giới, thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thở trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến muôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ quỷ thần ở tại chỗ đó hộ huệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai hại, còn không què qua đến cửa hướng nữa là đến nơi thân rốt ráo. Rồi người đó được Ngài Địa Tạng tốt so đánh thọ ký lại này nữa này, Quan Thế Âm Bồ Tát què sâu như ca kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghi danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chỉ tâm quy y, hoặc đem hương hoa hoặc y phục và báu đồ ăn uống quà để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ. Thời người chỗ nguyện của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sâu như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều nguyện, trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng quỷ lai thời, chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây. Được như thế thời nguyện những chi điều cầu, chi thấy điều thành tựu kể lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát quận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao. Liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát số đánh thọ ký lại vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sâu như có người thiện nam kỳ thiện nữ nào xin lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghĩ muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập nhưng đọc rồi
quỳ có nghĩ chướng đời trước chưa từ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Như hẹn người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đây cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa phục đồ ăn tất cả đồ ngộ cũ què cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, dùng một chén nước trong đó tướng trạch trước tượng Bồ Tát, một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống say mặt què hương nam, khi nước vào miệng phải chí tâm trinh trọng, uống xong phải cử ngũ tân rượu thịt tè dâm vọng ngữ què các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiên nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên lưới trước đến đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đặng thông minh một phen, nghĩ đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu cỡ nữa. Lại què nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, què trong đời sâu như có người nào ăn mặc không đủ cầu chi cũng không tội nghiện, hợp thân nhiều tật bệnh hợp nhiều sự hung si nhà cửa không yên ổn, khuyến thuộc chi lì họ ca sự tai què cứ đến khay nhiều nơi thân, luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ những người như thế đó. Khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên chỉ tâm cung kính niệm đủ một muôn biến thời, những sự không tội ấy trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng ngang vui đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thấy điều an ổn nghiêng vui. Lại què nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, què đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sinh cùng tử, hoặc nhân quyết gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thơ thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có quỷ quỷ thần hộ huệ, lúc đi trước khi nằm ngồi đều được an ổn vui quý, luôn cho đến điều gặp loài hùng sói sư tử, như tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề, nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghi, thấy hình nghi tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thời giàu, nói đến trong nghìn kiếp cũng không biết được. Này Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà truyền kinh này làm cho chúng sinh chân cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói rằng: ta xem Địa Tạng sức ôi thần kiếp số hằng hà xa khó tỏa trần, thấy nghi một niệm chim ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngần, hót rồng hót thần cùng nam nữ báo tận xí xa vào đường dự, chí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ dữ tội, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha khi đệ chị im ký ruột rè, lớn khôn nghĩ đến điều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vị hoặc tô đại sĩ hình cảm thương chim lễ tiễn biển đành, hăm một ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện
rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng. Thánh ký Bồ Tát cúi đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi cõi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm ngưỡng lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kinh phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm nguyên thành. Có kẻ phá tâm cũng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách. Giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đập rồi quên rồi luôn xô mất. Người này nghiệp chướng khó mà mê, học đại thừa khinh có mỗi bề. Học đại thừa kinh khó mỗi bề, y phục uống ăn các ngọn cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng bén nước trong 7 ngày trước tượng, cách 1 ngày đêm bưng lấy uống. Xin lòng ân trọng cụ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luôn. Trong 21 ngày chớ sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân nhân. Chim bao thấy rõ tôn dư hiệu, thức rồi liền đặng tri khôn lành. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nhìn quán đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ ôi thần lớn, thần giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ôm đau, cửa nhà hoàn hoàn người lìa nhau. Ngủ mơ mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim lễ đại địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhận đến chim bao điều an ca, quỷ thần phù hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc quy dắt đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan không không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lỡ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng ôi thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuận chẳng rồi, rộng tiên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống ơi giống nghi phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đêm công hồi phép giới, rốt ráo thành Phật sinh tử khỏi. Quan Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hằng xe nhược nước cõi. Phần thứ 13, lúc đó Đức Thơ Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đánh lỡ ngài Địa Tạng Bồ Tát mà báo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thở nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thở nghĩ bàn, trí hệ của ông không thở nghĩ bàn, biện tài của ông không thở nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở 10 phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng hết đặng này. Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng, tam bộ chúng đây một lần nữa đêm. Các hàng chúng sinh những kỹ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà gieo pho cho ông. Ông chớ đỡ các chúng sinh đó phải bị đò vào ác đạo, dầu là chừng 1 ngày 1 đêm, huống chi lại đỡ cho chúng nó phải bộ đó vào vào địa tế tỳ mới nhìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Ư này Địa Tạng, tâm tính của chúng sinh cõi diêm phù đề không tỷ phần đông đều quen theo tôi.
còn như nhân viên ác luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức đỡ hố độ thuận theo căn tinh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào, trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông mấy thần hoặc các giọt nước. Thời ông nên dùng đạo lực của ông hộ cho người đó, làm người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng chớ đỡ họ thối thất lại vậy nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau họ có trời hay người nào phải theo nghiệp mẹ thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sinh đó nếu có thọ hiện đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, còn một câu một cờ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chứng cứu quốc các chúng sinh đó. Ông nên hiện thân ra trước kỳ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sinh lên cõi trời, cõi những sự vui viên hiệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: đời đời sau chân thiên nhân này ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đổ vào trong. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chánh tay bạch cùng Đức Thế Tôn rằng: bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niềm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đăng giải thoát trong đời. Xin tự huống nữa là nghi các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyện. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong phe thôi có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con trên cung trời đao lợi này nghe Đức Như Lai ngợi khen ngôi thần Như Thế lực không thở nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng què nhi kinh điển này què nhi danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, cùng với chim lỡ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn quỳ tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại què quỷ lai me nói những việc ấy cho Đức Bạc bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mẹ nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát què nghi kinh này cho đến đập tụng, dùng hương hoa đồ ăn mướt ướn y phục quần báu mẹ bồ thí cúng dường ngợi khen chim lễ, thời kỳ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây: một các hàng trời rồng thường hộ niệm, hai quả lành ngày ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thượng của thanh, bốn mãi không còn thôi thất đạo bồ đề, năm đồ mặc môn ăn dày đầy đủ, sáu những bệnh tật không đến nơi thân, bảy khỏi những tai nạn về lửa nước, tam không có bị hại quỷ trộm cướp, chín người khác thấy đến xin lòng cung kính, mười các hàng quỷ thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần, mười ba thân tướng xinh đẹp, mười bốn thần nhiều được sinh về cõi trời, mười lăm hoặc làm bậc vua chúa, mười sáu có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước, mười bảy có mong cầu chi cũng đều được tội y, mười tám quyến thuộc an vui, mười chín các tai quả bất ngờ đều dứt xa,
20 các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 20 mong đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22 đêm nằm chim bao an ổn vui quẻ. 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ. 24 nếu về đời chưa có phước thời được thọ sinh về cõi vui sướng. 25 các bậc thánh ngợi khiên. 26 tính nhanh lợi thông minh. 27 giàu lòng từ mẫn. 28 rốt ráo thành Phật. Lại vậy này nữa này hư không địa tạng Bồ Tát như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại. Quà quỷ lai nghi danh hiệu của ngài địa tạng Bồ Tát đánh lỡ hình tượng của ngài địa tạng Bồ Tát hợp nghi các quỷ sự bổn nguyện tu hành của ngài địa tạng Bồ Tát. Mà ngợi khiên chim lỡ thời sẽ đặng bấy điều lợi ích mâu chứng bậc thanh hai nghiệp e tiêu diệt ba chư Phật đến ủng hộ bôn không thôi thất Bồ Đề. Năm bốn lực đặng đăng trưởng sáu việc thường trước rõ biết bảy rốt ráo thành Phật. Bây giờ bất khả thiên tất kể các Đức Phật Huệ Đại Bồ Tát cùng tám bố chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đó nghi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi thiên tiên bày sức ngôi thần lớn chẳng thở nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát điều khiến việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lợi rưới vô lượng vô thiên ngư chuỗi ngọc đỡ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Huệ Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chim lỡ chắp tay mẹ lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện bổn thở đèn Địa Tạng so nhân trong kinh tàn tật căm ngọn do điều tiền sinh ở đời nay tụng kinh đại thừa phước lợi vô cùng quyến quyết xiên báu quảng sinh Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Tăng Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Theo lời Thở Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu thanh giáo mãi truyền sâu chẳng ngớt khắp lợi ích trời người cõi khổ sầu. Thời A Tu La Giê Xô thầy đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn mỗi việc xuyên tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghĩ đến chốn này hoặc cho đến liền hoặc hư không. Thường đối với người đời sinh tự tâm ngày đêm tự mình nương pháp ở nguyện các thế giới thường an ổn ở phước trí vô biên lợi quần sanh bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ xe lìa các khổ về quyên tinh hằng dùng giới hương hoa vọng sang thường nhìn định phục đỡ giúp thân hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc nam mô tội tề phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát nam mô tội tề phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát nam mô tội tề phụ chính hộ pháp bồ tát ma ha tát ma ha ba ngã ba la quán từ tài bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu ngũ uẩn giai không đôi nhất thiết khổ ác xá lợi tự sát bát dị không không bát dị sát sát tất dị không không thức dị thất thọ tương hành thức diệt phủ như thị xá lợi tự tị chân pháp không tương bát sinh bát diện bát có bát định bát giảm trị khổ không trung vô so sát vô thọ tương hành thức vô nhãn nhị tỷ thiện thân ý vô sinh hỷ vô hương hủy xúc pháp vô nhãn giới nại chí vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tăng nại chí vô lão tự diệt vô lão tự tận vô khổ tập diệt đạo vô diệt trí vô đắc dị vô sở đắc cố bồ đề tát đồ y bát nhã ba la mật đa cố tâm cố quái ngại cố vô hù khủng bố nguyên mi điên đạo mộng tưởng cứu cánh niên bàn tam thở chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu a tam niệm tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đặng đặng chú năng trụ nhiếp thất khổ chân thiệt bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú túc chú nguyên yên đơ yên đơ ba la yên đơ.
đô bà tỳ a di rị đa tấn đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đa a di rị đa tỳ ca lan đa dạ đi này dạ đề đa chỉ đa ca la ta bà nam mô a di đa bà dạ đa tha dạ đa dạ đa diệp dạ tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tấn đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đa a di rị đa tỳ ca lan đa dạ đi này dạ dạ đa chỉ đa ca la ta bà nam mô a di đa bà dạ đa tha dạ đa dạ đa diệp dạ tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tấn đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đa a di rị đa tỳ ca lan đa dạ đi này dạ dạ đa chỉ đa ca la ta bà a di đà phật thân kim sắc tướng hào quang vô linh đẳng luân hào uyển chuyển ngũ tu di tám phục trợ danh tư đại hải quan trung hộ phật vô số ở khó bồ tát chúng diệt vô biên tư thập bát nguyện độ chúng sinh cụ phẩm hành linh đang bị ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát sáng thập phương tam thơ phật a di đà đỡ nhất cụ phẩm độ chúng sinh giai đức vô cùng cực nghệ kim đăng quy y sám hối tam nghiệp tội phạm hữu chư phước tiện chí tâm dụng hồi hướng nguyện đồng niệm phật nhân cảm ứng tùy thời hiện lâm chung tây phương cảnh phong minh tại mục tiền kiến văn giai tinh tấn đồng sinh cực lạc quốc kiến phật liễu sinh tử như phật độ nhất thiết vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu thế nguyện độ chúng sinh tổng giai thành phật đạo hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng tình hữu vô tình đồng nguyên chủng trí nhất dạ giải kính chư phật nhị dạ xưng tán như lai tam dạ quảng tu cúng dường tứ dạ sám hối nghiệp chướng ngũ dạ tùy hỷ công đức lục dạ tịnh nguyện pháp luân thất dạ thỉnh phật thụ trế bát dạ thường trụ phật hợp cụ dạ hằng thuận chúng sanh thập dạ phổ giai hồi hướng mười phương chư phật ba đời di đà đắc nhất chẳng rời quán sinh sen vàng chính phẩm sẵn dành oai linh đức cả trẻ thành vô biên nay con nhưng tâm lòng thiền quy y với phật sám liền cõi căn phước lành con có chi chăng ít diệu quyến thuộc hoàng ngàn huệ tây nguyện cùng với bạn tu đây thời tề cảnh ấy hiện ngay điềm lành biết bờ biết rất rõ rành lâm chung nạn mặt cảnh lành tây phương thấy nghi chính niệm nhân thường quán sanh lạc quốc đồng nương hoa hoàng hoa nở thấy phật rõ ràng thoát quần sinh tử độ an muôn loài phiền não vô biên thờ dứt trừ phép môn tu học chẳng còn dư chúng sanh nguyên đô bờ kia đến đạo phật đạo cùng nhau chân đi trí như hư không cõi nọ dẫu cùng nguyện trên cõi mười chẳng còn thắng thiên không tình cùng có đồng thuyền trí màu của phật đồng nguyên đồng thành tam phổ hiện nay con lại nguyện tu hành phổ hiện nguyện lớn sẵn dành mười môn một là nguyện lạy thế tôn hiện thân trước phật hết lòng kính tinh hai
tay khiên Phật đức rộng tình, đợi thay tiên tốt toàn tình người ca ba thì xăm đủ hung ho tràn phan bảo cái dừng cái cúng dường bốn quỷ mơ chấp lầm đường tam sân nghiệp chướng con thường xem luôn nay suy công đức hoàng môn của phẩm của thánh con đồng ương mưa sau khi Phật chứng thượng thừa pháp màu con thanh đã vừa truyền trao bảy lòng chẳng dứt chẳng nao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư tam thường tu học đại thừa bao giờ thành Phật mới vừa lòng con chính thờ chẳng chém mỗi mòn dắt dịu muôn lối điều tròn pháp thân mười đêm tinh tấn công nhân mọi loài cùng hướng khắp tròn cùng vui mười điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc nguyện hồi tò sen hồi hướng niệm Phật công đức thù thắng hạnh vô biên thằng phước giai hồi hướng phở nguyện pháp giới chư chúng sinh tập quảng vô lượng quan phát xa nguyện tim tai chứng vô phiền não nguyện đắc trí tờ chân minh liệu phổ nguyện tội tương mắt triêu từ thơ thơ thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tình độ trung cụ phẩm liên ho quy phụ mẫu ho khai thi phật ngộ vô sinh bất thối bồ tát quy bản lưu nguyện dị thử công đức khổ ập ơ nhất thiết nghệ đạn giữa chúng sinh giai cộng thành phật đạo A Di Đà Phật thượng lai hỗ trì linh nghe thiện căn hiển tiền tăng bất thoát vịnh tăng nhân làm mạng chung thời nhân tâm chính niệm thịnh tế thăng minh thiện phụng Di Đà giữ chư thanh chúng thụ chấp kim đại lai nghinh tám ngã nhất sát nay con xin phật tiền cụ thờ bồ tát quảng độ chúng sinh đồng thành phật chúng truy nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ huệ bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thơ chí bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô tây phương cực lạc thế giới liên trì hải hội phật bồ tát nhất thiết thiện thanh chúng chư thượng thiên nhân tự quy phật đương nguyện chúng sinh thở dài đạo pháp vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy